chị chuyên bán cho vũ trường, quán bar, karaoke. Tất cả các khách đêm của Sài Gòn là tụ tập về ăn bún lên nướng. Mỗi cái gì ăn thịt mỡ thịt mỡ nhớ hết. Cái tâm của mình đặt vào mà. Cái tâm mình đặt vào chắc hàng mình cho mình nhớ. Hello cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt trên đường Vĩnh Khánh, phố ẩm thực Vĩnh Khánh quận 4 rất là sầm uất. Thì ở đây thì mọi người cũng biết là thiên đường của quán ốc, nhưng mà ở đây cũng có một cái quán rất là nổi tiếng, đó chính là quán bún thịt nướng cô Nga đằng sau của mình đây. Thì mình cũng đã ăn ở đây một hai lần rồi, nói chung là cũng rất là ngon và rất là nổi tiếng, đặc biệt là các bạn ở quận 4 mà cũng được rất là nhiều bạn biết đến. Thì bây giờ thì ngày hôm nay là tụi mình sẽ giới thiệu thêm một địa điểm, đó chính là quán bún thịt nướng cô Nga này. Thì ở đây là mình thấy là hình như là có 2 giờ bán các mọi người, 10 giờ đến 1 giờ trưa và 16 giờ đến 10 giờ đêm. Và bây giờ thì mời cả nhà đi vào trong cùng với mình nha. Đây, và hiện tại thì mình đang đứng kế bên chị Nga. Dạ, em chào chị. Chào em. Dạ, thì bây giờ thì không biết là tới thời điểm hiện tại của mình đó, quán của mình là mở được bao nhiêu năm rồi chị? Quán này là nếu mà nói về nghề đó, dạ, thì là nghề gia truyền 3 đời rồi. 3 đời, bà ngoại, xong rồi cái má, tới chị là đời thứ 3. Dạ, 3 đời, dạ. Là đó giờ thì mình là cũng bán ở địa chỉ như thế này luôn hay sao chị? Không, bán tại đường Vĩnh Khánh này là mới có 10 năm thôi. Còn trước đó là bán nhiều chỗ khác. Dạ. Đó thì mình cũng nghe là 3 đời rồi cả nhà. Nhìn như vậy thôi nhưng mà thật sự là cái hương vị mình nghĩ là nó sẽ gia truyền á. Và nhìn quầy là mình thấy là rất là ngon rồi. Thì ở đây là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ chị nghe? Ở đây là bán từ 4 giờ chiều cho tới 1 giờ khuya, chuyên bán về ban đêm. À, ủa em nhìn cái bảng là mình có 2 khung giờ, đó là sao chị? Đúng rồi, khung giờ đó là chuẩn bị bán cho buổi sáng nhưng mà vẫn là thiếu nhân sự chưa có làm kịp. Dạ. Nhưng mà trong tương lai chắc chắn là sẽ có bán buổi sáng. Ồ, trong tương lai nha chị nha. Vậy thì là mình bán là khoảng là 16 giờ cho tới 1 giờ đêm. Đúng rồi. Dạ. 16 giờ đến 1 giờ đêm nha cả nhà, kiểu là mình thích ăn khuya gì đó mình tới đây là đều có luôn. Dạ. Thì em nghĩ là trên đường này á, em thấy là có rất là nhiều món ăn vặt. Thì em nghĩ là cái quán của chị là một trong những cái quán mà gọi là có tiếng ở quận 4. Tại vì nghe cái tên là bún thịt nướng cô Nga thôi là ai cũng biết rồi. Dạ. Thì ở đây các bạn, nhờ các bạn qua đây nè. Các bạn thấy cái quầy nè, rất là ngon nha. Tại vì cái này là chưa có thịt thôi, thịt đang nướng bên kia, để xíu mình qua cho cả nhà. Thì ở đây á, thịt ở trong đây nè cả nhà. Để xíu mình hỏi là tại sao chị là để trong đây nha. Đó, thịt là kiểu là rất là ngon luôn. Rồi, ở đây thì mình cứ quầy đơn giản như vậy thôi nhưng mà nhìn rất là hấp dẫn. Thì có chả giò nè, nem, rau sống ăn kèm, bún. Và đặc biệt là mình thấy là ở đây còn có ăn cùng với bì nữa nha cả nhà. Rất là lạ luôn. Thì chắc là mình sẽ hỏi chị Nga tại sao là ở đây lại có bì như vậy. Đó, thì một cái quán sẽ là bao gồm là cứ quầy. Bên đây là sẽ có là lò nướng như vậy. Thì bàn ghế thì cũng rất là nhiều bên đây. Rồi bây giờ chắc là mình sẽ đợi chị Nga một xíu nha. Rồi. Là mình bán ở địa chỉ số bao nhiêu hả chị Nga? Địa chỉ là 14 Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4. Quận 4, dạ. Hiện tại thì là menu của mình á, là sẽ có một cái tô bún đầy đủ của mình á. Thì mình có gì ta? Menu đầy đủ là có chả giò, dạ, nem nướng, thịt nướng với bì. Bì. Đó, là một tô như vậy là 40k. 40.000. Còn đặc, em thấy có đặc biệt nữa là... Đúng rồi, đặc biệt thì thêm thịt, thêm nem. Là đồ ăn hơi nhiều. Đồ ăn nhiều hơn. Đúng rồi. Dạ. Và đặc biệt em thấy là quán bún của mình là còn ăn kèm với bì nữa. Thì đúng cái đó rồi. Là em nghĩ rất là lạ luôn. Tại sao chị lại nghĩ là ăn kèm với bì như vậy vậy? Không, bì là truyền thống hồi xưa giờ em. Truyền thống hồi xưa, cái giá trị của bì á là để cho cái tô bún nó thơm. Cái giá trị của bì là như vậy. Nhưng mà thường là em thấy là nhiều nơi cũng đâu có bán bì đúng không? Hay là không ít... đúng ra để chị giải thích cho em nghe về cái vấn đề bì. Dạ. Là có những quán kia là họ bán là giống như thứ nhất là họ không có thời gian làm. Còn như chị là cái hàng của chị là bán là thuộc về đặc trưng về chất lượng cao. Cho nên là chị tìm những cái món ăn gì ngon để cho cái gian hàng của chị nó được chất lượng cao hơn. Chất lượng cao hơn, dạ. Vậy bì của mình là mình làm từ gì? Bì thì làm giống như là mình bì thì bình thường như dân gian thôi. Dạ. Và mình phải có thêm tỏi phi nè. Tỏi phi. Hành phi nè. Đó, giờ thịt luộc để luộc. Lên nó vậy đó. Mà em nhìn cái sợi bì của mình là kiểu nó to hơn đúng không ta kiểu? Đúng rồi, chị giải thích luôn, em hỏi chị giải thích cho em biết luôn. Dạ. Bì này nó có hai loại bì. Một loại bì thủ công là thái bằng tay thì sợi sẽ to. Dạ. Và một loại sợi bì công nghiệp, nhưng mà bì thủ công lúc nào cũng ngon hơn bì công nghiệp.
à làm bề thủ công sẽ ngon hơn bề công nghiệp. Đúng là rồi. Mình làm bằng tay tất đúng cả rồi. Mọi thứ luôn. Dạ. Đúng rồi, là thủ công đó. Dạ. Và em thấy là ở đây là mình còn có là thịt nướng, thịt đúng của rồi. Mình là thịt là như thế nào chị? Thì ba rọi nè, nạc dăm nè, dạ. Đó, rồi thịt đùi, nói chung là mình tỉ thịt ngon mình bán. Dạ, vậy cái đó là mình phải nêm nếm, mình ướp gia vị cho nó thấm rồi. Vào. Đúng rồi. Dạ. Cái đó là kiểu là cũng là gia truyền của mình có bí quyết gì ở trọng không? Thì hồi xưa bà ngoại dạy cho mẹ dạy cho chị. À. Đó thì cứ thế hệ cái kinh nghiệm vậy đó. Dạ. Mà em thấy hình như là mình cái thịt của mình á là mình để một miếng bự như vậy luôn hả chị? Để chị giải thích cho em biết. Dạ. Muốn thịt nướng thường xuyên là xỏ bằng cái cây. Cái cây dạ. Đúng không? Là dạ, giờ đúng. Là như vậy đúng không? Nhưng mà riêng với hàng chị là tại sao là chị không xỏ cây? Hồi lúc chị mới bán á là chị bán mới ra người có ít lắm, nhưng mà càng ngày là khách càng đông, YouTuber quay càng nhiều á. Chị bán có một lúc mà chưa dịch Covid á, chị bán tới mức độ là chỉ có 2 tiếng đồng hồ thôi. 2 tiếng là hết. Từ 12 giờ đêm chị bắt đầu mới bán cho tới 3 giờ sáng là 100 kg bún. 100 kg bún. Wow. Là tầm khoảng là 600-700 tô trong gần 2 tiếng đồng hồ thôi. Dạ. Là vì cái thời điểm đó nó đắt quá, không có thể nào có thời gian để mà xỏ sâu được. Dạ. À. Còn cái miếng nem này nè, thật sự ra là em đã từng đi ăn quán của Sài Gòn. Nó làm cái cây nướng cái trong cây cái nướng. Cây đúng dạ. Rồi. Đúng chất là như vậy. Nó không có dẹt như vậy. Nhưng mà do là chị trời thương bán đông quá. Cắt luôn cái công đoạn xỏ cái cây luôn. À, làm đúng. Dẹp như vậy vẫn bán không kịp. Ồ. Đó là lý do như vậy là chị mới lại làm bằng như vậy. À. Ừ. Còn thịt đó thì em cũng chị đã mới nói rồi đó là xỏ sâu nhưng mà vẫn bán không kịp. Không kịp luôn. Ừ. Là không kịp nướng luôn thì làm sao mà xóa sâu được. Ừ. Đó là như vậy. Vậy là khi mà mình nướng như vậy xong mình sẽ cắt ra nhỏ đúng cho khách. Đúng rồi, đúng rồi. À. Vậy cái thịt của mình là kiểu là nó vừa có nạc vừa có mỡ. Đúng rồi. À. Ở đây khách hàng ăn ba thể loại. Dạ. Thể loại thứ nhất là có những người ăn nạc không. Có những người là họ ăn ba rọi có nạc có mỡ. Có những người họ ăn thịt và rất là nạc nhiều. Nạc hay nhiều. Là, đó là đoạn mỡ nhiều. Nói chung là mình nói chuyện ra ý khách em. Dạ. Cái nem của mình đó chị là ở trong là mình có nguyên liệu nó như thế nào chị? Thì vẫn là thịt. Thịt. Ờ, thịt xay. Thịt xay, dạ. Với lại gia vị. Gia vị. Dạ. Ừ. Là mình cũng nêm nếm rồi cho đúng phù hợp rồi. Với khách đúng mình rồi, đúng lên. Đúng rồi. Dạ. Còn cái chả giò của mình, em thấy chả giò của mình rất là to luôn á. Kiểu là ở ngoài nó giòn rụm, xong ở trong là mình có cũng là thịt xay nguyên liệu nấm mèo. Không, của chị hơi khác cả ba nha. Hơi khác, dạ. Là chị thì chị bán thì đó chị có thịt xay với lại những gia vị nào mà chị có chuyên có kinh nghiệm về ở nhà đó. Dạ. Chứ chị chả giò của chị là không có bỏ khoai môn nè, à, không có bỏ cà rốt nè, không có bỏ nấm mèo, chị không có bỏ những cái thứ đó vô. Nói chung là không độn. Ừ, đúng rồi. Dạ. những cái gia vị đó thì mỗi gian hàng phải làm khác nhau. Ừ. Nhưng mà gian hàng chị là không có bỏ những cái đó. Chị chỉ duy nhất có hành là hành tím thôi. Dạ, hành tím xay với lại thịt với lại gia vị nêm nếm thôi. À, cho hành tím cho nó thơm thì mùi đúng hơn. Rồi đúng rồi. Dạ. Vậy ở đây là em thấy là mình có thêm là rau sống nè. Mà hình như là em thấy là ở đây là mình có đu đủ. À chị tại sao là mình lại có đu đủ như vậy luôn chị? Chị rồi, giải thích cho khán giả luôn nha. Bây giờ chị cũng giải thích cho khán giả cộng đồng mạng nghe là như dạ. Vậy nha. Cho em mượn xíu nha, em mở xíu được không? Đó. Mời anh quay phim ra đây ạ. À. Đây, rồi. Bây giờ chị giới thiệu với lại quý khách nha là dạ. Cái đây là cái sợi đu đủ. Dạ. Mà sợi đu đủ này là sợi đu đủ sống. Sống à. Thì mình sẽ chế biến qua là nấu giấm đường. Dạ. Để giờ xong rồi mình ngâm như thế này thì nó sẽ có một cái vị giòn chua ngọt. Giòn giòn chua ngọt. Rồi à. Đó. Tại sao mà chị không bán đồ chua giống như những nhà hàng dạ, khác? Dạ em thấy đồ chua dưa leo. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà cái này á thì em ăn em một lát nữa em trải nghiệm thử em thấy nó sẽ giòn. Giòn. Dạ. Và cái này nó thẳng một vấn đề rồi nè, nó cao cấp hơn cái kia. Ừ. Cái này nó mắc tiền hơn cái kia. Còn dạ. Đu đủ với lại xin lỗi cà rốt với lại của quay trắng rẻ tiền hơn món này. Dạ. Món này mắc hơn. Mắc và hơn. Món này đặc trưng là ngon hơn kia. Gian hàng chị nổi tiếng á là nhờ cái món này. Ờ à, dạ đúng đúng. Em ăn rồi, em ăn kiểu gì rồi. Kiểu là em cũng thấy là lạ là vừa có bì nè, rồi có đu đủ ngâm chua nữa. Tại vì ở nhiều nơi em thấy là chỉ có là dưa leo rồi có giá như vậy thôi, đơn giản như vậy. Đúng còn rồi. Của mình là có kiểu cái này là mình vừa chất lượng mà kiểu là công sức của mình trong đúng đó rồi, nữa. Đúng dạ. Nói chung ra là cái gian hàng của chị á là chị bỏ công sức ra làm bằng thủ công rất là nhiều. Tất cả mọi thứ. Dạ. Làm bằng tay, bằng thủ tay. Công. Để cho cái chất lượng nó được nâng cao thì mình mới duy trì ở trong cái khách hàng được. Dạ. Còn nếu mà mình làm bằng ăn mà mình không có tâm
mình làm giống như là cho nó qua la đại với mình chủ yếu tập trung kiếm lời thì cái đó thì mình sẽ thất bại đó. Và hiện tại thì khách là cũng đang tới rất là đông. Chào chắc chị bán nha chị. Dạ, dạ. Bây giờ là khách quay đông dạ. À, là cái này nè đúng không? Dạ. Thì cái quầy của chúng ta một cái phần bún này là đầy đủ hả chị? Không, gian hàng chị á, là có bán luôn đồ nhậu nha. À. Đồ nhậu là gì? Là chả giò, nem nướng, thịt nướng với rau sống luôn đủ, không có bún. Không bún, à dạ. Đó là vừa bán bún thịt nướng, vừa bán đồ nhậu. Dạ. Một phần đồ nhậu hai người là 50, bốn người là 100 ngàn, cứ như vậy mà nhân lên. À dạ. Rồi bây giờ đây là chị sẽ bắt đầu bán 100 ngàn đồ nhậu cho tụi em coi nha. À rồi, có đồ nhậu. Đồ nhậu 100 ngàn là mình sẽ có chả giò. Đúng rồi. Vẫn là chả giò, nem thịt luôn. Đúng rồi. À. Rồi mình hấp dẫn quá. À, các bạn thấy không, cái chả giò của chị á, kiểu cắt ra nó nghe cái tiếng giòn rụm rộp 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 rộp. Mà nhìn khá là đầy đặn nha, kiểu là mình không có độn á. Đây. Các bạn coi chả giò của chị chỉ là thịt giò nha, không hề dạ. Có khoai môn, không có dạ. Độn, củ sắn, không có độn hoa. Những cái thứ khác giờ chỉ có đặc trưng thịt dạ. Và hành tím thôi. Hành tím dạ. Đó nhìn là thịt trắng tơi luôn, nghĩa là mình không có khoai môn, không có củ sắn gì trong này hết. Không có độn cái gì vô hết dạ. Nha, không có nấm mèo đâu nha. Dạ. Kiểu đứng mà nghe cái tiếng đơn nhảy liên tục luôn á cả nhà. Nghe tiếng giòn không? Dạ. Không phải mà tự nhiên nó giòn được kìa đâu nha, cũng phải có bí quyết của gia truyền để lại. Dạ. Có những con cái giò vừa ra khỏi lò nó mềm, còn của chị là 4-5 tiếng vẫn giòn. Dạ. Đó. Rồi, thêm một cái phần là nem. Ừ. Có nem cho mẹ chưa? Có quá trời. Rồi không có tiền nói luôn rồi. Nem nhìn là kiểu mình nướng nhưng mà ở ngoài rất là mọng nước nha cả nhà, kiểu là nó không có bị khô và rất là thơm nữa. Đó thì và đó một cái thao nem. Thao nem này là mới nướng ra lò. Mới nướng ra lò. Dạ. Ủa chị, một phần như vậy là bao nhiêu miếng nem chị? Cho ai gia phụ mẹ coi. Kiểu một phần như vậy là bao nhiêu miếng nem trong đó chị hả? Rồi bây giờ nè. Một con cái giò như vậy là 7 ngàn. 7 ngàn, à bán riêng 7 ngàn. Một viên nem. Một viên nem như vậy là 8 ngàn. 8 ngàn, đó. Rồi. Thì hộp này là 50 ngàn. Hộp này 50 ngàn là 100 ngàn. Dạ. Giờ hai hộp này là 100 ngàn, bây giờ mình sẽ có thêm một hộp rau. Rồi. Là để cho nó chọn gói cái đồ nhậu nha. Ừ, dạ. Này mình có cho nước mắm luôn không? Có đầy đủ luôn em, đầy đủ nó mới ngon. Đó, rau tươi xanh mơn mởn. Rồi, đây đồ nhậu là nó như vậy đây. Ồ, một hộp rau dạ. Một hộp rau rồi mình sẽ cho đồ đủ lên. Cho chị ớt đi rồi. 100 ngàn rất là xứng đáng nha, kiểu là rồi, chất đó. Lượng đi đôi với giá cả. Rồi. Dạ. Rồi, coi như phần nhậu là kết thúc, em qua đây. Phần nhậu kết thúc. Rồi, phần nhậu bây giờ chị làm cho khách đi, khách đứng có đợi. Có anh đậu phòng, dạ. Có anh đậu phòng. Rồi, em gái ơi, qua đây em gái ơi. Nhưng mà em nhớ là 1-2 năm trước em có ăn thì chị có bán trong cái thau inox. Chính xác, đúng có không? Nhưng mà bây giờ là chút xíu là chị sẽ quay trực tiếp cho em coi. Chị sẽ giải thích luôn tại sao cái quán này có tô inox luôn nha. Dạ, là hiện tại chị còn bán không? Tổng là 2 tô. Là bán về là mình sẽ để trong cái tô nhựa như vậy. Đúng rồi, bán về là tô nhựa, đúng rồi. Dạ. Có một tô không rau hả con? Hai tô được không mà không bỏ phòng. Dạ. Có giùm chị đi con, có đổi tiền đi. Dạ tập quá, quay lại anh Quyền đi Yến ơi. Trời nhìn mà kiểu chị cho bún mà hả? Em tưởng là cho bún thêm luôn á. Kiểu đầy ắp luôn mà bún rất là nhiều. À, một phần này là bao nhiêu chị? 40 hay 50? Một phần này là 40 ngàn. À ok. 40 ngàn. Là mình sẽ có một cái giò, một miếng nem.
một giò, một viên nem và thịt và bì, đó là 40.000. Dạ. Đó bây giờ giò đây là thịt nha. Dạ. Ủa giò thịt là giò nó... nem, giò nem. À giò nem. Đó chị cắt thịt ra kìa. Kiểu cái giò. Miếng là cái này mới là thịt nè. Thịt giò. Đó thịt của mình là mình ở ngoài có lớp mỡ này, lớp rất là ngon. Rồi, đây là bì. Bì. Đó, coi như một phần như vậy là 40.000 nha. 40.000. Đó, mà kiểu là nhìn đầy vung luôn á cả nhà. Nhìn mà đồ ăn mà không thấy bún nó luôn á, mặc dù là chị cho bún cũng rất là nhiều nữa. Mà chị nghe ơi, tại sao là mình nướng xong là mình phải để trong cái thùng như vậy để cho giữ nóng hay là? Đúng rồi, để cho giữ nóng, đúng rồi, chính xác. Đó. Xong một phần của mình. Kiểu là nhìn cái quầy nó đơn giản như vậy thôi nha, nhưng mà kiểu là chị đồ ăn rất là chất lượng, tại vì một phần là thịt chị không có để ở ngoài, chị để ở trong cái thùng như vậy á để được giữ nóng, là cho thịt nó, miếng thịt nó ngon hơn và nó không bị khô. Đó bây giờ là chị sẽ cho thêm đậu phộng vô nè, ớt, đậu phộng. Ê da, em xin lỗi. Dạ. Có nắp luôn nha cả nhà. Em cô đừng lấy cái này. Giờ là mình bán tô nhựa như vậy hả chị? Tô nhựa cũng có, tô nắp cũng có. À, mà tại sao lại mình có nhiều tô như vậy? À, nên nó là như vậy nè. Hồi xưa đầu tiên hết là bán tô nhựa. Dạ. Rồi xong rồi cái bắt đầu bán đông quá. Bán đông quá không có thời gian mà rửa tô. À. Rồi thảy lên thảy xuống nó bể. Vậy chị mới bán tô nóc. Ừ. Chị bán tô nóc. Thì là nguyên nhân nó ra là từ cái tôi nóc là do là bán đông quá. Đông quá à. Thảy cho nó nhanh, không có làm kịp. À. Xuất xứ tôi nóc là như vậy đó. Dạ. Đó các bạn nghe nguồn gốc từ tại sao có tôi nóc của quán bún thịt nướng chị nghe. À, rồi giờ em cũng hiểu quá. Rồi. Tại vì hồi đó em ăn là em ăn trong tôi inox. Đúng rồi, lát chị sẽ làm tôi nóc cho em coi. Dạ. Đông quá làm không kịp. À dạ. Bây giờ là đỡ, em biết hồi lúc trước nha. Khách hàng của chị tới á, hầu như là nửa tiếng đồng hồ mới ăn được tô bún. Ồ, đợi quá lâu. Ờ, rồi, tội nghèo khách lắm, thấy thương lắm. Dạ. Khách tự dọn bàn luôn. Tự phục vụ. Ờ, giống như là buffet vậy đó. Dạ. Ồ, bún của mình là sợi bún vừa hả chị? Đúng rồi, đúng rồi. Là một ngày là mình có ước lượng là mình đông khách nhất á, là bao nhiêu cái bún không? Nó tùy thời điểm. Tùy thời điểm, dạ. Thời điểm mà lúc trước mà chưa có dịch Covid á. Yeah. Là ngày nào một thứ dụ thứ bảy chủ nhật đi. Chủ nhật là một ngày là từ 90 tới 100 kg. 90-100 kg. Ờ, còn ngày thường á là 80 kg. Dạ. Nhưng mà so với bây giờ đó thì nó không bằng hồi xưa. Dạ. Bây giờ bán một ngày có 70 kg à. Nhưng mà em thấy là khách của chị là khách quen cũng rất là nhiều. Đúng rồi. Ồ. Còn à bên đây là mình có thêm là đậu phộng, mỡ hành, sa tế, ớt với lại đúng là rồi. Nước mắm đúng cái rồi. Nước mắm của mình là chữ là mình nấu nó như dạng như thế nào chị? Thì đúng rồi, cũng phải nấu đó em. Ừ. Cũng phải nấu và nêm gia vị cho nó cân đối, cho nó vừa. Ừ, dạ. Kiểu là nó cũng chua ngọt đậm đà. Đúng rồi. À, là mình có nấu kẹo quá không hay là mình nấu hơi lỏng lỏng? Không em, tùy theo. Nước mắm kẹo là nước mắm của cơm. À dạ. Còn nước mắm bún là không có kẹo. Ờ. Yến ơi, cái này của anh nấu xanh Yến ơi. Rồi, bây giờ là chắc là cho chị bán đi, mình mời cả nhà qua bên đây xem là cái vị nướng cái anh đang đứng nướng nem và thịt rất là ngon á, mời cả nhà nha. Đó. Và đây là vị nem đúng không anh? Đúng rồi, này là vị nem. Nem. Ồ, một cái vị của mình cũng rất là to. Thì trên đây là mình anh có ước lượng là bán khoảng bao nhiêu miếng nem trên đây không? 60 á. 60 miếng nem. Dạ. Yeah. Vậy thì khi mà cái này mình nướng là mình nướng với than. Đúng rồi, mình nướng than. Thì mình có kỹ thuật nướng hay là mình có cái gì để cho nướng cho nó đều cho nó ngon miếng thịt không? Thì nếu mà nướng thì chỉ có lửa là chủ yếu thôi, than với lửa mình biết canh than canh lửa thôi. À. Lửa than nó ví dụ nướng nem này thì nó không có giống như nướng thịt thì mình nướng lửa lớn được, nhưng mà nướng nem mình phải nướng lửa nhỏ. Được lửa nhỏ. Lớn quá nó sẽ dễ bị cháy. Bị cháy. Dạ. Dạ. Với lại nó sẽ bị khô như nem. À dạ. Vậy thì cái miếng nem nè, nem thì mình nướng thì mình có lật lại mặt không, trở mặt không? Có, mình có trở mặt. Có luôn. Trở liền tay luôn. Trở liền tay luôn. Đúng rồi. Bây giờ là anh cho nó đang chín một mặt trước đúng không? Đúng rồi. À dạ. Cái này nướng thì mình mất khoảng bao nhiêu lâu thì mình mới
miếng nem miếng thịt chính nó chín được hả? Một dĩa này nướng xong xong luôn dĩa này thì khoảng chừng 20 phút. Ồ. Còn thịt là bao nhiêu ta? Thịt thì nhanh lắm, với lại thịt là nó mình lên theo từng miếng từng miếng từng miếng á. Dạ. Yeah. Là nó sẽ nhanh hơn. Còn nem thì nó hơi lâu, hơi lâu. Em tưởng nem thì nó vừa nó nhỏ thì nó mỏng thì nướng nó sẽ nhanh hơn chứ. Nhưng mà mình nướng lửa nhỏ. Đúng rồi. Real. Đúng rồi. Yeah. Là nó sẽ lâu hơn là nướng thịt. Còn thịt mình nướng lửa lớn mình nướng rất là nhanh. Dạ. Yeah. Yeah. Còn cái miếng thịt của mình là kiểu là mình sẽ nướng, mình đưa lên vỉ mình nướng luôn. Đúng rồi, mình sắp lên từng vỉ nè. Mình mới sắp từng miếng lên. Đúng rồi đó. Dạ. Vậy thì cái thịt của mình đó bây giờ anh đang chở nè, là kiểu mình nướng quen rồi mình cũng biết là cái miếng nào nó vừa chín rồi mình lật đúng không anh? Dạ đúng rồi, đó mình thành thói quen thôi. Dạ đó, kiểu nhìn nó cũng tối dạ, cả nhà. nó cứng lại bắt đầu cứng. là mình chở là được. Dạ rồi xong bắt đầu là tí nữa là nó vàng đó. Dạ thì có mình anh đứng nướng như vậy, đứng chở luôn. Dạ đúng tất rồi. Cả mọi thứ. Còn miếng thịt của mình là khi mình đưa lên thì mình cũng phải nướng cho nó đều. Dạ, tại vì em thấy thịt của mình nó khá là dày, với lại nó có thịt nạc rồi mỡ ở trong đó nữa. Dạ. Đó, nhìn rất là hấp dẫn quá cả nhà, kiểu cái miếng nem á nó thơm mà thịt rất là nhiều, rất là đầy đặn ở trong đó. À cái này chín rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Cái này chín, cái thùng này là mình để mình giữ về cái độ nóng cho cái miếng thịt. Dạ. Khi mà mình bán đem mình cắt ra rồi thì lúc mà lên tô nó sẽ mềm miếng thịt. Còn dạ. Nếu mà mình để ngoài không á thì nó sẽ bị khô cứng. Dạ đúng rồi. À hèn chi khi mà mình ăn ở cả nhà kiểu ra tô của mình rồi đó, miếng thịt nó vẫn còn độ mọng nước nè, nó không quá bị khô, ăn rất là ngon. Dạ. Là cái này là phải 20 phút là mới chín được cái vị nem này. Dạ đúng rồi. Một ngày thì anh có nhóm khoảng là bao nhiêu miếng nem nướng được không? Khoảng 400-500 gì đó. 400-500. Rồi. Dạ. Là em thấy là bán từ 4 giờ chiều là nướng liên tục tới 11-12 giờ luôn. Trời ơi. 11-12 giờ. Dạ. Bắt đầu 1 giờ mới hết khách. Dạ. Nướng là mình cũng canh than cho nó đều khắp. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì mình phải biết canh than. Nếu em trong nấu ăn thì lửa là quan trọng. Dạ. Lửa với nhiệt độ là quan trọng nhất. Dạ. Đó kiểu mình đứng cái miếng nem đó nó càng ngày càng chín á. Đúng rồi, đúng thì rồi. Rất là thơm, cái mùi thơm nó thơm phức luôn. Này các bạn nhìn là cái miếng nem nè, kiểu là mình sẽ có là thịt xay trộn lại, xong có thêm miếng mỡ này, trắng trắng, rồi thêm gia vị này nọ, một cái miếng nem nó rất là ngon. Còn ở đây là cái sốt của mình là mình ướp, là mình ướp như thế nào ạ? Dạ cái này gia truyền. Cái này chỉ có cô nghe, cô chủ mới biết thôi. Dạ. Mà nhìn cái màu rất là thơm mà nó thấm đậm vô cái miếng thịt đó. Rất là ngon. Dạ. Rồi ở đây là kiểu là em thấy là bên đó là cô Nga đứng bán. Dạ đúng rồi. Còn anh là chuyên nướng. Dạ đúng rồi. Dạ là mỗi người một khâu như vậy. Dạ. Dạ. Là, như em thấy nãy giờ có ba anh chị thôi đúng không ta? Một người một anh chị làm chạy bàn. Dạ. Hôm nay có bác kia mà bác kia nó nghỉ, nó bệnh qua đây, nó dầm mưa nó bệnh. Mới nghỉ con bác kia. Mà mình nướng như vậy chắc là sẽ có cảm nhận là cái độ nóng nó bốc lên. Đúng rồi. Ừ. Nóng lắm, đứng lời này nóng lắm, lúc nào có quạt. Có quạt dễ nhiệt, dễ nhiệt. Nãy giờ em đứng em che hết quạt. Không sao. Đó, chở đều tay như vậy. Là khi là bắt đầu là nó chín thì nó sẽ là mình cảm mình nhìn được bằng mắt thì nó sẽ là đúng rồi, nó sẽ thu lại, nó nhỏ lại tí. Lại xíu. Cái lời đó nó nhỏ lại. Là cái màu vàng. Đúng rồi. Với lại nó ấy nó khô cái mặt dưới nè, cái mặt mà tiếp xúc với ta với lại thịt đó. Dạ. Với lại than nó sẽ khô lại. Đó mình nhìn mình biết. Nướng nhiều mình biết. Nướng như vậy thì mình thay than liên tục luôn hay là than liên tục luôn, thay liên tục. Mình có cái ống khói nè, khói khi mình nướng lên thì khói nó sẽ bốc lên, nó không có bị tỏa vào trong nhà. Đúng rồi. Nhìn rất là chuyên nghiệp thôi, nhìn xịn sò. Nhiều khi anh nướng mà mình kiểu là mình không để ý thì nó có bị khét không? Có mà đúng có không? Có chứ. Nói chung là nướng thịt là nó cũng phải có chút khét. Có nhiều người, có nhiều khách người ta cũng lại muốn ăn cái thịt khét. Đúng rồi. À, nó mới thơm. Đúng rồi. Có người khách người ta ăn nem khét á, phải đâu là phải có vài miếng khét. Vậy là mình phải nướng theo khách đó. Dạ đúng rồi. Ồ. Cái miếng thịt mà khi mà gần chín á nó sẽ xém nè, cháy xém một xíu và nó chuyển sang màu vàng. Nhìn rất là hấp dẫn. Kiểu là anh sẽ trở đều tay luôn, anh sẽ liên tục luôn, không ngừng nghỉ. Rồi, chắc là mình qua đây một xíu nha. Thịt giờ
đây, đây là loại thịt của mình. Đó, một miếng nó cũng khá là to nha. Rồi, bây giờ anh sẽ đưa lên vỉ. Là một cái vị của mình là xếp được bao nhiêu miếng thịt to như vậy á? Không đếm được. Cái miếng này to quá. Không đếm được. Không đếm được, vô định đúng không? Đúng rồi, nó nhiều kích cỡ lắm. Ừ. Nói chung là mình nướng thịt, miếng thịt cho đầy thịt, đầy dĩ mình nướng thôi. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thịt em thấy là nó cũng chín khá nhanh ha. Dạ yeah, đúng rồi. Oh. Nhanh. Em ơi, em nói đây. Mình nướng lửa lớn là thịt nó lớn là được. Dạ. Yeah. Kiểu là mình nướng mình cũng đứng hơi áp lực tại vì là phải canh miếng thịt cho nó vừa chín tới nè. Dạ. Không quá bị khô. Dạ. Mà nó còn dễ cái phần da, cái phần thịt mỡ nó cũng dễ cháy nữa. Đúng rồi, miếng mỡ rất là dễ cháy. Dạ. Nên mình muốn phải chở thường xuyên. Ừ. Liên tục luôn. Mà cũng là nhờ cái phần sốt mình nêm ướp đó thì em thấy là miếng thịt của mình nó không có bị khô. Dạ. Mà nó thơm, nó mọng nước nữa. Rồi và hiện tại thì nãy giờ là tụi mình đến đây là khoảng 4 giờ chiều. Và bây giờ là cũng 6 giờ rồi. Nhưng mà hình như em nghe nói là cao điểm của chị á, là từ mấy giờ đến mấy giờ ta? Từ 4 giờ chiều cho tới 8, 9 giờ tối là vẫn là rai thôi. Không có đông mấy. Nhưng mà giờ cao điểm của bún nước Phương Nga quận 4 á, là từ 10 giờ cho tới 1 giờ đêm. Là chị chuyên bán cho chủ trường, quán bar, karaoke. Tất cả các khách đêm của Sài Gòn là tụ tập về ăn bún nước. Kiểu là mình bán như vậy mình có rất là nhiều khách quen. Có đúng nhiều rồi. Khi là chị là nhớ mặt họ luôn. Nhớ. Không những nhớ mà còn nhớ mối của chị ăn thịt mỡ, thịt nạc nhớ hết. Cái tâm của mình đặt vào mà. Dạ. Cái tâm mình đặt vào gian hàng mà cho nên mình phải nhớ. Dạ. Wow. Nói chung là khi mà các bạn mà muốn mà cảm nhận được cái sôi động nhộn nhịp của quán bún nước chị nghe á thì các bạn đến 10 giờ đêm, sau 10 giờ đêm. Đúng rồi, là vui nhất. Vui nhất. Dạ. Mà ngày hôm nay chắc là mình đến sớm thôi tại vì là mình cũng tranh thủ á, tại vì xíu nữa chắc là khách đến rất là đông, mình cũng không có thể nào mà mình quay được nhiều cho cả nhà xem. Chắc là bây giờ là xíu nữa chắc cho em gọi món nha chị. Đúng rồi. Dạ. Để chị làm này xong rồi chị cho em gọi món. Dạ rồi. Chắc là bây giờ cho em 3 phần đặc biệt đi chị. Rồi, 3 dạ. Phần đặc biệt. À đó các bạn nhìn nè, đây tô inox rất là đặc biệt. Nhìn đây, ý nghĩa của tô inox ở hàng bún thịt nướng Cô Gà là do là ngày xưa bán đông quá. Rồi nhân viên của chị đó là dọn bàn không kịp. Dạ. Rồi thảy rất là bể tô và khách cũng thảy. Cho nên là chị mới chuyển qua cái tô này. Nhưng mà cái tô này thì cộng đồng mạng cũng thấy, quý khách cũng thấy nè. Nó mắc tiền hơn tô mũ nha. Dạ. Em nhìn là từ cái đất tô cho tới cái đất tô nó rất là vệ sinh. Vệ sinh thật sạch sẽ. Đó. Sáng láng luôn, sáng sáng bóng luôn. Là cho nên chị bán cái tô này chị hài lòng hơn là có tô mũ. Dạ. Vệ sinh rất là cao. Rồi bây giờ là mình sẽ gọi 3 tô đặc biệt. Là mình sẽ có là rau sống nè, xà lách, rau thơm, giá, dưa leo. Đó, chị sẽ cắt nhỏ ra như vậy. Rồi mình sẽ cho bún vào. Bún là mình sẽ cho một cái lượng nhất định đúng không chị? Cái bún này thì cho tùy khách hay là tùy khách, bình quân. Dạ. Ai ăn nhiều thì cho thêm bún, ai ăn ít thì mình giảm ra. Ừ. Nhưng mà vẫn cái là phải chiều khách thôi. Chiều khách. Dạ. Ăn cái gì là mình phải làm vậy. Dạ. Cho khách vui lòng. Dạ. Rồi chảy giò. Chảy giò chắc là em nhờ chị cắt ra giùm em luôn nha. Rồi cái này thì chắc chị để nguyên luôn được rồi. Dạ chị để nguyên giùm em. Rồi bây giờ đây, bây giờ cái phần đặc biệt là nó bình thường là có một viên nha, đặc biệt là thêm được một viên nữa nha. À. Đó, đặc biệt là có 2 viên nem. Dạ rồi. Đó. Còn thịt là vẫn là như cũ hay là như thêm không, nhiều thêm? Thịt thì vẫn phải thêm một chút xíu nữa. Dạ. Kiểm thấy là đồ ăn hả, không thấy bún đâu luôn. Dạ. Yeah. Rồi, à có bì nữa nha, không thể thiếu món bì đặc biệt của chị. Đó là coi như là tô bún này là giò,
giờ là hai viên nem nó thật là đó có đúng là 50k. Giờ 50k. Dạ rồi. Đó thì mình cũng đã liên quan một xíu và cũng là đứng nói chuyện với chị Nga một xíu cho cả nhà hiểu thêm về quán bún thịt nướng của chị Nga ở quận 4 này. Chắc là bây giờ là mời cả nhà vào trong bàn với mình để mình cùng thưởng thức món ăn bún thịt nướng của cô Nga nha. Rồi và đây là một cái tô bún thịt nướng cô Nga mình mới vừa gọi. Thì các bạn nhìn thấy là tô này là 50.000 và sẽ bao gồm là sẽ có là miếng thịt nè, một cái chả giò và hai miếng nem nướng. Thì cái phần 50.000 nó cũng sẽ nhiều đồ hơn và nhiều bún hơn tô 40.000, nhưng mình thấy là các bạn cũng cộng một phần 40.000 là vừa đủ rồi, tại vì là mình muốn là quay cái tô đặc biệt thập cẩm nhiều đồ hơn để nhìn nó hấp dẫn hơn và cũng là giới thiệu cho cả nhà xem đây. Rồi mình tại vì là những cái rau sống này nọ là cô cũng đã cho ở dưới cái tô này rồi, đặc biệt là để mình có xin cô là để trong cái tô inox như vậy cho nhìn nó là lạ đặc biệt, cũng như là các bạn cũng đã nghe cái nguồn gốc của cái tô bún thịt nướng inox như thế này như thế nào rồi ha. Rồi bây giờ là mình sẽ có nước mắm. Thì nước mắm là mình thấy là cô nấu, cô làm theo kiểu là nó lỏng, nó vừa. Bây giờ mình sẽ chan vô nha. Mời cả nhà ăn bún thịt nướng với mình nha. Rồi đảo lên. Đó, thì một tô như vậy là mình còn có thêm là đu đủ ngâm chua và có thêm bì nữa. Thì cái đu đủ á, kiểu là bạn nào mà không thích ăn hoặc là không muốn ăn thì mình có thể là mình nói cô không bỏ vào cho mình. Đặc biệt là mình thấy là bún siêu nhiều luôn á, kiểu là cái này ăn xong là no bụng luôn. Một tô này 50.000, khá là chất lượng. Nè, mình có rau nè, rau sống, rau thơm với giá ăn kèm cho đỡ ngán. Rồi mình xin phép ăn nha. Rồi. Đu đủ nè. Đúng rồi. Đu đủ nó giòn, thơm thơm. Nó chua chua. Ăn cùng bún rất là ngon, rất dễ mùi. Mà kiểu lạ lạ nữa. Và đây là miếng thịt. Thịt thì cũng có là thịt nạc, thịt đùi và nạc dăm. Và có ba rọi nữa. Cho nên là kiểu là mình ăn thì nó sẽ là rất là thơm, rất là ngon. Và cái miếng thịt đó, nó có, mình thấy là nó có ở trong nạc nhiều nè. Ở ngoài thì không có bị khô. Thịt thơm cực kỳ, kiểu là nướng á, vữa lừa cho nên là cái thịt nó chín đều bên trong và ăn vào nó rất là thơm, rất khoan miệng á. Và nêm nếm gia vị vừa nè, không quá mặn mà mình đủ, mình nghĩ đủ, mình không cần chấm ở ngoài thêm nữa, là mình ăn không là cũng vừa luôn. Đó các bạn nhìn nè, thịt rất là nhiều. Có thêm rau nữa, ăn nó đỡ ngán cực kỳ luôn á. Và đây là cái miếng chả giò, kiểu nó bự quá, mình cũng hơi khó gấp. Đó, cả nhà nhìn nè, miếng chả giò rất là to nha. Ở ngoài thì bánh tráng, giòn cụm. Ở trong nè, là thịt và hành tím, chứ không có khoai môn, không có nấm mèo gì hết. Rất là giòn, ở ngoài rất là giòn. Hmm.
thơm của hành tím nè, và thịt rất là thơm. Nhưng mà mình cảm nhận hình như là cái miếng mình vừa ăn á, cái bánh tráng ở ngoài rất là nhiều hay sao á, mình ăn mình cảm giác là không có cảm nhận được nhiều cái nhân ở trong. Nhưng mà thật sự là khi mà cái miếng da giòn này nó không có bị gáy dầu nè, chiên vừa tới nữa và rất là giòn, kiểu không có bị dầu mỡ quá. Tức là nói chung là mình cảm nhận là cái chả giò thì kiểu là ăn khá là ổn nha cả nhà. Một cái miếng nem của mình nhìn là miếng nem nó không có bị khô nè, ăn để mình thử coi sao nha. Mình sắn ra một miếng. Thực sự là mình thích nem hơn nhiều luôn á. Ở trong kiểu nó hơi, nó mềm, nó có độ kết dính á, kiểu của mỡ nè, của thịt xay á, kiểu ăn nó rất là dính, rất là thơm nha. Và nem nếm như vậy vừa ăn ngon lắm, nem ngon nha, mình chấm là nem nhất luôn á, 10 điểm 10 điểm. Bì bì dây dai dùng thật thơm, ăn cùng với bún rất là dính, rất là hợp vị luôn. Không á đó, nhìn chung thì cái tô này 50.000 mình thấy là rất là ổn nha, kiểu là chất lượng sẽ đi đôi với giá cả, và đồ ăn mình thấy là vừa nè. Kiểu là bạn nào có sức ăn nhiều quá thì ăn tô này rất là hợp và rất là vừa luôn. Còn bạn nào mà ăn ít á thì có thể nói cô là lấy ít bún lại, hoặc là mình kêu cái phần 40.000 cô cũng bán luôn nha cả nhà. Đó thì ngày hôm nay thì mình cũng đã giới thiệu thêm cho cả nhà một cái quán tuy cũ nhưng mà nó rất là mới, với nhiều người chưa biết. Thì cái quán này cũng khá là nổi tiếng rồi, bún thịt nướng cô Nga, nằm ở khu phố ẩm thực Vĩnh Khánh quận 4. Thì các bạn chạy đến số 14 Vĩnh Khánh phường 10 quận 4 để có thể là mình thưởng thức cái quán bún thịt nướng này, tại vì cô có để phía trước cái bảng rất là to luôn và rất là sáng. Thì mình nghĩ là khoảng tầm giờ này thì cũng lai ra, nhưng mà sau 9-10 giờ đêm á, khách ngồi kín bàn luôn, rất rất là đông, đặc biệt là các bạn giới trẻ. Và nhìn chung thì hôm nay mình đã cảm thấy hài lòng khi mà đã ghé đây và thưởng thức cái món bún thịt nướng của cô Nga. Mọi thứ ổn nè, vừa vị với mình cảm giác là mình cảm nhận được rằng là để có được khách đông như vậy thì làm từ chất lượng, từ hương vị, từ giá cả, và đặc biệt là cái tâm huyết của cô Nga đặt vào trong cái tô bún này rất là ngon. Và cô Nga bán từ là 16 giờ chiều cho tới khoảng 1 giờ sáng. Thì cả nhà rảnh được giờ nào thì mình đến đây mình ăn bún thịt nướng cô Nga ha. Còn bây giờ thì chắc là xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người, cả nhà mình ở những hành trình tiếp theo, những địa điểm mới của Đi Đâu nha. Bye bye.